Thưa quý vị và các bạn, với một môi trường mới như KDU thì có rất nhiều vấn đề mà các bậc phụ huynh cũng như các bạn học sinh, sinh viên quan tâm. Vậy ông có thể giúp chương trình làm rõ một số thông tin như là các ngành học nào nổi bật của trường, xếp hạng chất lượng và các đối tác của KDU, sinh viên có những cơ hội gì sau khi tốt nghiệp? Và theo ông thì sinh viên Việt Nam nên học tại cơ sở của trường tại Penang hay là Kuala Lumpur? Yeah, basically most of our programs are actually very popular among the Tôi có thể nói rằng tất cả các chương trình tại KDU Penang đều nổi bật như nhau. Chúng tôi thực sự có những chương trình giảng dạy tốt, chủ yếu là về dịch vụ khách hàng, du lịch và nghệ thuật nấu nướng, kinh doanh, giao tiếp đại chúng và kỹ thuật. Các đối tác của chúng tôi đều tốt nhất trong lĩnh vực của họ. Đó là IMI University Center tại Thụy Sĩ, Kelly University tại Vương quốc Anh, Northumbria University tại Vương quốc Anh, và University of Hertfordshire cũng tại Vương quốc Anh. Tùy theo mức độ tốt nghiệp từ KDU mà sinh viên sẽ nhận thấy rằng để đảm bảo một công việc tại Malaysia sẽ khá dễ dàng vì họ đã được trang bị các kỹ năng mềm cần thiết để nổi bật trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình. Tiếng Anh là ngôn ngữ cần thiết để đạt được đảm bảo có công việc ở chức vụ cao mà sinh viên sẽ nhận thấy rằng trình độ tiếng Anh của họ sẽ tiến bộ vượt bậc chỉ sau 3 đến 4 năm tại KDU Penang. Chúng tôi cũng có văn phòng giới thiệu việc làm tại tầng trệt để sinh viên có thể tới tìm kiếm cơ hội việc làm. Thưa quý vị và các bạn, một trong những vấn đề được rất nhiều người quan tâm khi quyết định chọn một trường quốc tế để du học đó là vấn đề học bổng. Và chắc chắn ông Andy, đại diện cho KDU, cũng sẽ có đôi điều chia sẻ về vấn đề này. Chúng tôi rất vui vì bạn có câu hỏi này. Chúng tôi có học bổng cho sinh viên Việt Nam ở dạng giảm học phí. Sinh viên học xong lớp 12, tức là có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, và điểm trung bình chung từ 7 chấm đến 7.9 sẽ được giảm 10% học phí. Sinh viên đạt được mức điểm trung bình chung là từ 8 chấm đến 9 chấm sẽ được giảm 30% học phí. Và cuối cùng là sinh viên đạt điểm từ 9 chấm đến 10 chấm sẽ được giảm tới 50% học phí. Các bạn sẽ không phải trải qua các buổi phỏng vấn học bổng và học bổng được cấp chỉ dựa vào điểm số cuối năm lớp 12 trong học bạ của sinh viên mà thôi. Sinh viên cũng sẽ cần trình giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông để chứng minh việc hoàn thành chương trình trung học phổ thông tại Việt Nam.